À, đây là hai hàng luôn. Ngu, má đứng gần máy điện nổ. Đấy, mẹ vô kìa. Heartbeat sensor deployed. Rồi, thấy một bé à. Nè, bên ngoài cửa sổ. Nó bên ngoài cửa sổ đây có thằng này. Bên này nè, bên này nè, bên này nè. Nhảy. Cái này nè. Surveying for hostiles. Đúng rồi. Ngay đây nè. Gục hỏi gì? Muốn gục hỏi ngay đây nè. Nó vẫn còn cái đó hiểu không? Tôi đi vòng đằng sau đó. Deploying sensor. Hai con ngay chỗ đó luôn, hiểu đi theo tôi được hiểu. Móc lóp đi. Lỡ cái dòng trà hảo đó luôn. Sensor activated. Mấy con nào có bắt tiệm mình hoài vậy? Rồi, go bay. Coi chừng á. Go bay. Đó, vừa đi mày còn có thằng chứ mấy. Có bãi ngoài đây có mìn nữa hả trời. Class. Mìn bãi mẻ rồi. Nice. Thấy mày chạy được con chó. Đù mê, mất top rồi. Bài đọc tập cửa. Somebody in the treehouse. Mi tower, hướng tower. Ôi, có cái gì vậy? Tower. Có gì? Tower. Ở đâu mày bắn vậy? Tower là hơi này à. Đó, một xe boss spot đấy rồi ta. Ủa gì vậy ta? Ok, à đó, tower đó ra rồi đó. Ủa nếu hiểu sao bị bắn chết. Mày đúng cái lúc đầu. Tower đang canh á. Heartbeat sensor deployed. Ê, nó vô sai kìa, đây nè. Đấy, nó vô kìa. Kiss bedroom. Kiss bedroom. Trên lầu. Kiss bedroom. Sensor deployed. Một thằng fill đó, fill trong kiss bedroom á, vẫn còn trong kiss bedroom á. Hai thằng đi. Ở đâu? Đù, một phát hai hàng luôn. Cái ai gì? À, tower còn á. Tower còn á. Ờ, để vô. Ủa, ai vô vậy? Ừ, này còn nè, đó, chỗ spot á. Ủa, không hiểu ai, không hiểu gì ăn. Kìa, trên lầu anh.
Vô rồi. Chạy vô rồi, nhảy cửa sổ vô rồi. Đi mẹ hay lắm Hiếu. Cho nóc nhà, Lát kìa. Hiếu chết mẹ đi. Xuống đây em. Anh vẫn còn thấy em mà. Chú Hiếu rồi, là nóc nhà ở đây hả? Bắn xuyên nóc nhà được không? Không bắn được. Chùi dây xuống. Nó cho nóc nhà. Rụng luôn. Ngay đầu luôn. Rắn rụng ngay đầu luôn. Má cha Thảo mày. Vừa lỗi đầu rồi, vừa lỗi đầu. Chung với ngay chỗ gì rồi đúng rồi. Một thằng ở đây nè. Hiếu, canh nguyên khu này nha Hiếu. Canh khu này nè, nguyên khu luôn. Tụi bên kia lại nha, có chuyện gì thì mẹ mày phóng qua đường giữa nè. Đập tối vô nè. Một đứa vô rồi. Đi banana vô. Nó đâu mẹ rồi, mới thấy cái drone xong. Reloading. Hai bé. Surveying for hostiles. Nghe tiếng nè. Ừ, canh nghe Hiếu. Nếu nghĩ mẹ tôi bỏ lẹ vậy. Mẹ chưa bắn không con drone mà. Nghe vô tôi tiếp nè. Ngay... nó bên ngoài mẹ rồi. Thôi cam hay gì rồi. Hiếu, bên này nè Hiếu. Cái phòng đối diện cái phòng lần sau lưng tôi Hiếu. Ý là ông chạy thẳng qua kia luôn Hiếu. Cái phòng nó đập rồi. Đúng rồi, cái phòng đó đó. Hình như có thằng Slash hay gì á. Hình như là có thằng Slash hay sao Hiếu. Không có. Tại vì nó vừa có đập tôi nghe tiếng đâu đây mà tôi không thấy nó đâu á. Xóa đồ luôn rồi, bên ngoài. Nhớ lên nóc nhà lại thôi sao. Bên ngoài ngay chỗ đó, ngay đây nè. Được khoan ra nha. Nice. Chỗ thằng OZ ở Hamilton gì á. Hình như sảnh chính á. Công nhận Huy với thằng kia dễ thở bởi đồ mọi chuyện để đã có người lo. Má đứng yên. Đứng yên trong phòng canh. Má em kiếm được cái chỗ trốn cũng khá ổn. Định bãi nồi. Đồ má súng tôi nhân cả kìa. Đúng cái lỗ đằng kia kìa Hiếu. Mày dám sóc tao cũng đi. Cho nó sóc thuốc liền. Ê. Sao đừng có niềm quá. Sao lát mình kẹo quay lại nữa ba. Đục cái lỗ đường lên xuống đi Hiếu. Ngay chỗ này nè. Đục cái lỗ đi. Đó, từ đó Hiếu. Bộ lông đâu có tiêu rồi. Đây là. Riết mà được quá, tôi tự đục luôn. Tự hỏi, tự đục luôn. Hay lắm Hiếu. Đi mẹ. Nó lâu nhờ vả tí đi mẹ. Cái gì vậy? Nó đục bên kia rồi vậy? À, phòng tắm. Phòng tắm một em. Có không? Có, đang đi về. Đây nè. Cái gì? Ơ gì? Bedroom 1. Không giải thảo được hả? Không.
sợ sợ có thằng sợ. Rồi đâu vậy lời. Mày ngu. Mày nhảy vô lẹo quá. Nó biết vậy nãy tra khảo rồi. Vậy nãy Barry lỡ Barry cái này. Anh coi bên đây có mình. Trên nóc nhà mà, trên nóc nhà. Deploy heartbeat sensor. Đâu đâu đâu, coi đâu. Ủa, đây nè, đây nè, đó, boss đó, boss 2 boss luôn á. Ok, em thấy rồi, đến coi nó có đứng gì đó không. You scare me. Địch mày bắn con tin. Đúng dây quá dễ luôn. Easy luôn. Rồi đó, nghe đây là Hiếu. Nghe chỗ tôi nè Hiếu. Đủ, anh ở chết luôn. Tự té chết. Cho một cái lỗ qua kia đi. Để có lấy bom. Bom đi, cái chỗ này bom đi. Bom luôn đi. Đục cho nó bự vậy, đục cho nó bự vậy. Mày mày cầm bom bắn cho nó lẹ không nội. Thôi được. Hiếu rảnh đạn mà cơ lời. Tao cũng xài súng lục mà, tao có xài súng kia đâu à. Đi mẹ chút. Mẹ lắm. Loaded job. 5 seconds. Chuyết nha. Lầu canh Hiếu, canh cũ Hiếu. Các bạn rảnh rỗi quá đéo có gì làm, đủ mới đi barricade hết lại. Đồ má, mày là má hết hồn quá luôn. Nó đi hút cái này Hiếu, cái phòng nãy Hiếu, phòng nãy tôi chỉ á. Chạy qua đi Hiếu, qua đi Hiếu, qua đi Hiếu, đây này đu dây Hiếu. Hiếu, qua đi. Bốn thằng nữa. Vô nè. Một bé nè. Một thằng vô nè, bốc hơi ngay. Bốc hơi liền, đi mẹ. Đu đu. Có lộn, đu dây vào lại cái boss. Này, một thằng ngay đây là bên ngoài, ơi lộn. Đồ boss sao á. Cái này nè. Ủa nghe tiếng nào, tắt cam này tắt. Giờ thì mẹ đục nguyên lỗ tao đụng đấy, em coi dưới luôn. Ê, ngoài này có nè. Ờ, đúng rồi đây. Nó mới quăng cam vô á. Ngụm nó liền. Slash chết rồi. Nice team. Vô sai rồi, trong sai. Vô sai chỗ nào vậy? Đâu thấy đâu. Sai là cái chỗ em canh đó, objective đó. Không, nhưng mà em đang đứng trong sai nãy giờ em không thấy nữa. What the fuck? Ủa, cái này sao nó chết hay vậy? Ngay mặt. GG. À, đúng rồi, tôi không thấy luôn trời. Cũng đã chạy thẳng. Anh đang phân vân là nên biết trong Valkyrie hay không? Tại má mày mày biết chọi cam á. Em chọi được nó bắt, nó đánh ảo lắm, Valkyrie ảo lắm. Giờ này cần Valkyrie nè. Nhưng mà chắc để anh nhiều anh đánh full xuống cho rồi anh. Thường là trên em thấy trận này anh thường hay kêu thằng Bell biết Valkyrie nè. Anh thường anh full xong rồi để có gì còn cân tiêm được, gánh được. Rồi tôi biết đứng đâu rồi, trên ngay hướng mà hướng ngay con camera. Is they coming your way? Deploying heartbeat sensor. Hướng camera. One is up. Spotted. One guy. Trên lầu chỗ em đang đứng nè. Nó Valkyrie chết chỗ đó hai lần rồi mà nó vẫn không chừa. Nó vẫn không chừa đu dây, cái thật đu dây quá. Trên lầu quá.
có cửa sổ đó, có cửa sổ đó. Đây là thứ này nè. Heartbeat sensor activated. Ấy đủ má vãi. Vô sai rồi, vô sai, gục quay, gục quay, một hàng gục quay. Gục quay vô đó đó, gục quay vô đó đó. Một hàng gục quay trong sai á. Gục quay hiếu. Nice. Đồ má, nãy giờ hôm nay bắn làm sao ta. Ừ, nó nhảy vô nó gục rồi. Nó hiếu bắn rồi đúng không hiếu? Ừ, tao bắn luôn rồi. Đúng rồi. Ở đâu vậy? Sao mà anh chưa thấy ai lên nữa nào ba? Yeah, I don't see anyone else, just one guy on the rooftop, just... Chết tôi rồi. Đồ mấy giờ tôi đi ra được chết luôn. Thấy em rồi. Đó trời đủ. Má ngắm nó trước rồi. Ở đâu vậy? Trọng phòng á, trọng phòng á. Cái chỗ đục á. Capital. Just one more. Down with them. Biohazard container. Intervene immediately. Survey. To prevent further action. Stop the hostiles from reloading back. Nice. Hazard container. Another roof. Scanning. You're activated. Rooftop. By hostiles. Sensor activated. One guy on the rooftop over here. Còn hai thằng. Tôi cam này, tôi cam. Swapping mag. Surveying for hostiles. Không biết nó đâu. Deploying heartbeat sensor. Hết giờ tự động chạy vô à. Còn thằng tôi đi hết ở đâu à. Hết từ game rồi. Deploying sensor. Deploying sensor. You have entered an enemy controlled area. Capital nè. You have entered an enemy controlled area. Leave now. Bị Capital bắn chết. Có quan kia đâu trời. Không thấy luôn. Làm gì vậy? 10 seconds to go. In zone, you will be detected by hostile. Rồi xong ở ngoài, má nhảy ra nhảy vô chết. Má giờ chúng ta muốn ba cái đầu đút vô cùng một lúc đó, chữ một phát ba hàng chết đi. Không nó hắn luôn, đó vậy mà đỉnh quá. Sáng cái ly cà phê không? Để tao thức. Thôi ngủ đi. Mày thức tới mức độ rồi đúng không? Thường anh. Điểm. Hồi nãy lúc mà tụi bay gọi tao là tao đang ngủ á ba. Ờ, hạn chế đủ mấy em re. Huy anh cảm thấy sợ. Đúng. Huy ngoài đen thui. Under my skin. Hiểu à. Tao lộn beo beo à. Beo à, nghe cái sổ lưng em rồi. Một thằng nào beo nó nghe canh nè. Tao lộn. Mày kêu đúng tên đi. Tao chứ, tao mới lộn, tao mới kêu là lộn beo à. Đây là một hàng cửa sổ này nè Hiếu. Có lộn bèo. Có lát. Quen mồm bài hình như chút hay con mẹ gì á. Nhưng mà được thì là được chứ. Deploying heartbeat sensor. Đi vô room kìa, Để chơi bandit hả? Nè, ngay chỗ này mà trên đầu anh là cái tầng của em đó bèo.
Ý là spot chỗ này nhưng mà nó spot không tới, tức là chỗ đó mà ngay tầng của em á. Có thằng gì đó, một thằng nữa. Hai thằng luôn. Nó đu dây con mẹ gì vậy? Dưới hầm có hay sao? Tao nghĩ dưới hầm có. Oh, có không thấy ai mà. Dưới hầm không có. Ai kêu ở ngoài nha. Chắc Hảo hiểu. Rụng một em, rụng hai em. Còn một em trên lầu nữa, lầu 3 lần. Click vào này nè nghĩa rồi. Đã kêu chết rồi. À, đây là hai thằng luôn á. Đủ đẹp phải luôn, đẹp phải luôn. Đâu. Má chọi từ bên ngoài thẳng vô bên trong, đẹp phải luôn. Má blitz. Ở đâu vậy? Blitz lầu 3 nghe. Lầu 3 hả? Ừ, lầu 3 đó. Rồi đúng rồi. Ờ, vừa mới thấy luôn. Yeah.